Cheers. Mọi người ơi, hôm nay thì cái vlog này đặc biệt khác những cái vlog trước. Như các bạn đã xem những vlog trước thì mình thường sẽ chia sẻ cách pha chế rượu và cách làm những cái món ăn để uống với rượu. Hôm nay đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ với lại các bạn cái cách mà mình trang điểm hàng ngày. Thường thì mình ra đường mình make up rất là ít. Make up làm sao mà càng nhanh càng tốt, càng đỡ tốn thời gian thì càng tốt. Quan trọng là bản thân mình phải biết được là cái gương mặt của mình nó phù hợp với cái gì và cái điều gì trên cái gương mặt của mình gây ấn tượng với lại người đối diện, thì mình sẽ chú trọng đến cái điểm đó. Ok, bắt đầu nào. Mình lúc nào cũng xịt ẩm trước khi trang điểm để dưỡng ẩm cho cái da của mình. Không biết mọi người thì như thế nào chứ mình có một cái khuyết điểm rất là lớn trên mặt của mình là cái quầng thâm mắt của mình là mọi người. Và cho dù có bôi bao nhiêu thứ kem thì nó cũng không hết. Chỉ có là ráng đi ngủ sớm thôi. Nhưng mà mình thì mình nghĩ cái này là cái gen di truyền rồi. Mình rồi mình che khuyết điểm là mình cũng chỉ có che ở dưới quầng thâm mắt thôi. Chứ mình không có, da mình thì thường thì không có mụn, cho nên không cần phải che nhiều. Cushion thì mình sử dụng cushion của Suwasu nhiều năm rồi và mình vẫn thích cái cushion này nhất. Mình thì không có một cái dáng chân mày nhất định nha. Mình chỉ kẻ theo cái cảm nhận mình cảm thấy nó phù hợp với lại cái gương mặt của mình thôi. Đó, mọi người thấy không? Mình chỉ cần vẽ cái đuôi một chút xíu thôi chứ mình không có đánh nhiều. Màu mắt thì thường mình sử dụng hai màu trung tính như vậy thôi. Và mình là một người hay đánh son đỏ, cho nên là cái màu này nó rất là hợp với lại màu son đỏ của mình. Và phía dưới mình cũng đánh màu tương tự luôn nha mọi người. Cái bút của mình thì có hai đầu, một đầu để vẽ và một đầu để tô. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái đầu vẽ trước. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đầu tô. Đó, và cái phần đầu này thì mình sẽ không có đụng tới nha. Mình chỉ kẻ cái đuôi thôi. Và để tạo điểm nhấn cho mắt của mình thì mình sẽ đánh một chút xíu nhũ ở cái phần đầu của cái góc mắt dưới nha. Thường mình đánh mắt thì mình chú trọng tới cái việc chải mascara nhất luôn á. Mình nghĩ cái thời gian mình dành để ngồi chải mascara nó còn lâu hơn là cái thời gian mình đánh mắt và kẻ mắt nữa mọi người. Và mình không có thích gắn lông mi giả nha. Mình chỉ thích xài lông mi thật của mình thôi.
đây là một cái bước rất quan trọng, nó làm cho cái mặt của mình ốm đi. Thường thì khi mà mình đánh khối á, mình chỉ đánh hết hai bên cái gò má thôi. Mình tự nhận thấy nha, khi mà mình trang điểm, cái điểm nổi bật nhất trên cái gương mặt của mình đó là cái môi của mình. Cho nên là mình rất chú trọng vào việc đánh son, và mình cũng cực kỳ hợp với lại son đỏ luôn. Dạo gần đây thì khi ra đường mình thích đánh mix hai cái màu này lại với nhau. Đây là một cái màu cam đất của NARS. Màu gen là một cái màu mình rất thích. Và một cái màu nữa của Charlotte Tilbury, đây cũng là nhãn hiệu son ưa thích nhất của mình luôn. Đó chính là màu Hollywood Lips, cái màu đỏ tươi như thế này. That's it. Mỗi ngày mình ra đường mình chỉ trang điểm rất là đơn giản như vậy thôi. Và quan trọng hơn hết là cái da của mình phải đẹp thì mình đánh cái gì nó cũng đẹp. Cho nên là chúng ta phải dưỡng da thiệt là kỹ nha. Cheers.